Kính thưa quý vị, ông bố tị nạn bị phóng viên đốn ngã, được mời làm huấn luyện viên. Ông bố tị nạn người Syria từng bị nữ quay phim người Hungary ngán ngã để đến thành phố Getafe, ngoại ô của Madrid. Một học viện bóng đá tại đây đưa ra lời đề nghị giúp đỡ ông bắt đầu lại cuộc sống, trở lại công việc của một huấn luyện viên bóng đá. Osama Abdul Mohens bỗng nổi tiếng toàn thế giới hồi đầu tháng này khi một video được tung lên YouTube và nhiều trang mạng xã hội. Clip ghi lại hình ảnh ông Mosen, hai tay ôm cậu con trai 7 tuổi, đang tìm cách chạy thoát khỏi hàng rào biên giới ở Roski, thì bị nữ phóng viên kênh truyền hình n One TV của Hungary ngán ngã. Cuối cùng, ông Mosen cũng đến được Đức. Tại đây, truyền thông mới biết được rằng ông từng là huấn luyện viên cho câu lạc bộ Al Fotua tại giải bóng đá hạng nhất của Syria. Trước khi xảy ra cuộc nội chiến, biến cố khiến cả gia đình phải rời khỏi thị trấn quê hương Deir Ezzor. Tin tức được lan truyền đến học viện Kanafe nơi chuyên đào tạo đội ngũ huấn luyện viên. Ông Corrado Galan, Chủ tịch Học viện về, chia sẻ trên tờ El País, khi biết được câu chuyện về Mohsen qua báo chí, chúng tôi cảm thấy rất đau buồn. Với sự trợ giúp Mohamed Labruzi, một học viên huấn luyện viên thông thạo tiếng Ả Rập, Học viện đã chuyển lời đến Mohsen, mong muốn ông cùng gia đình đến Tây Ban Nha và quay trở lại với nghề huấn luyện viên bóng đá. Ông Mohsen quá vui mừng trước thông tin này. Lapuzzi đã đến Munich để giúp đỡ ông Mosen cùng hai cậu con trai đến Getafe trong ngày 17 tháng 9. Ông Gala nói, học viện đã bố trí nơi ăn ở cho ba bố con. Chúng tôi sử dụng tiền từ ngân sách quảng cáo để trả phí thuê căn hộ cho ba bố con Mosen ở Getafe. Vợ và hai người con của ông Mosen vẫn đang ở Thổ Nhĩ Kỳ, nhưng hy vọng là cả gia đình sẽ sớm đoàn tụ trong một vài tuần tới. Thị trưởng Getafe Sara Hernandez cho biết thành phố sẵn sàng làm bất cứ điều gì có thể để giúp ông Mosen và gia đình ổn định cuộc sống mới các quan chức thành phố đã có các cuộc tiếp xúc với câu lạc bộ Gatafe về khả năng thuê ông Mosen làm huấn luyện viên dẫn dắt đội bóng. Còn về phần nữ phóng viên, sau khi đoạn video xuất hiện trên mạng, cô đã lên tiếng xin lỗi nhưng phủ nhận các cáo buộc về phân biệt chủng tộc. Cô ta đã bị sa thải tại đài N1 TV, một kênh truyền hình theo đường hướng dân tộc chủ nghĩa và giờ phải đối mặt với tội danh hình sự.